Xuất hiện tại sân bay vào chiều ngày 20 tháng 7 để ra Hà Nội, chuẩn bị cho show diễn Hãy Về Với Nhau được diễn ra vào cuối tuần này, 23 tháng 7. Mỹ Tâm ăn mặc giản dị với chiếc áo crop top xám, áo khoác caro nhã nhặn cùng quần jean trẻ trung năng động. Cùng đi với nữ ca sĩ trong chuyến hành trình này còn có trợ lý và người yêu tin đồn Tuấn Bi. Được biết, những ngày qua Mỹ Tâm đã rao riết tập luyện vũ đạo cùng các vũ công và chuẩn bị trang phục, vật dụng cần thiết cho đêm diễn. Người tình tin đồn Tuấn Bi luôn bên cạnh Mỹ Tâm trong các show diễn lớn nhỏ. Cả hai cùng mặc áo cặp sọc caro khiến không ít người chú ý. Theo thông tin từ phía Mỹ Tâm tiết lộ, bên cạnh những liên khúc các bài hit từng được biểu diễn thành công trong live show Ô Cửa Màu Xanh, Hàm Mi Tóc Nâu sẽ dành tặng người hâm mộ một số ca khúc hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện trên sân khấu, cùng những ca khúc sôi động được nữ ca sĩ kết hợp cùng vũ đoàn MTE. Để chuẩn bị cho đêm nhạc, nữ ca sĩ đang tích cực tập luyện với mong muốn mang đến những tiết mục đặc sắc cho chương trình. Mỗi ngày cô dành ra gần 8 giờ đồng hồ để tập vũ đạo. Mỹ Tâm đã có buổi tập luyện với 3 ca sĩ khách mời Bằng Kiều, Quang Dũng, Tấn Minh với mong muốn mang đến những sự kết hợp ngẫu hứng để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Đêm nhạc hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ qua những màn kết hợp đặc biệt cũng như lần đầu được trình diễn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.